giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hello, bên trong căn hộ mới tậu hơn 20 tỷ của Minh Hằng, diện tích khiến nhiều người phải trầm trồ. Vài ngày trước, Minh Hằng từng khiến khán giả phải trầm trồ khi khoe góc phòng ngủ mới trong căn hộ siêu sang cô nàng mới tậu. Được biết căn hộ này nằm tại quận 2 với trị giá hơn 20 tỷ đồng. Đây cũng là căn hộ thứ hai của nữ diễn viên sở hữu, biệt thự gia đình của giọng ca Người Vô Hình cũng ở gần đó. Minh Hằng khoe phòng khách và không gian chung của căn hộ mới. Mới đây thông qua clip ghi lại cảnh vui đùa cùng gia đình, nữ diễn viên đã tiện thể cho khán giả rửa mắt khi khoe thêm những góc khác của biệt thự. Theo quan sát khu vực phòng khách và gian bếp được trang hoàng vô cùng tinh tế, sang trọng với những đồ dùng nội thất nhìn thôi đã thấy đắt. Hướng nhìn về nhà bếp cho thấy sự rộng rãi của căn hộ này. Không gian sinh hoạt chung vô cùng rộng rãi, Minh Hằng cùng gia đình chơi trò chơi, chạy đùa hết sức thoải mái và còn có view đỉnh của chớp. Từ phòng ngủ của nữ diễn viên có thể nhìn ra sông Sài Gòn và những tòa nhà hoành tráng của thành phố. Theo một số nguồn tin, căn hộ Minh Hằng có diện tích khoảng 125m². Góc phòng ngủ được nữ diễn viên chia sẻ từng khiến khán giả trầm trồ trước đó. Về căn biệt thự trước đó, từ khoảng trước 2015, Minh Hằng đã quyết định mua trả góp căn biệt thự trị giá cả triệu đô cho cả gia đình cô ở. Căn biệt thự rộng vài trăm mét vuông được xây dựng theo phong cách hoàng gia cầu kỳ, thiết kế xa hoa với màu sắc khá tinh tế. Căn biệt thự từng không may bị trộm đột nhập lấy đi một số tài sản giá trị. Minh Hằng chia sẻ về căn biệt thự này: "Khi vừa đi xem căn nhà này, tôi đã rất thích. Giá trị của nó là con số rất lớn, nhưng may mắn chủ nhà đồng ý cho trả dần số còn lại trong các tháng tiếp theo. Tôi hoàn tất nợ nần trong vòng 2 năm và có được căn nhà mơ ước cho cả gia đình." Phía bên ngoài sang trọng căn biệt thự Minh Hằng ở cùng gia đình. Hiện tại Minh Hằng đang trong quá trình ghi hình phim truyền hình Mẹ Ác Ma Cha Thiên Sứ do đạo diễn Vũ Ngọc Đãng sản xuất, đánh dấu sự tái hợp sau 5 năm kể từ sau khi kết thúc bộ phim Vừa Đi Vừa Khóc hay trước đó là Ngôi Nhà Hạnh Phúc. Màn ảnh rộng cũng đón chào sự trở lại của Minh Hằng, cô nàng sẽ có một vai diễn đầy táo bạo ở Chiến Dịch Chống Mới, bản điện ảnh với cái tên Bảy Ngọt Ngào, đóng cùng Bảo Anh, Quốc Trường, Diệu Nhi, và dự kiến ra rạp sau dịch. Minh Hằng sẽ lần đầu làm mẹ trên màn ảnh. Nhìn vào Minh Hằng hiện tại không ai ngưỡng mộ vì cô đang sở hữu một cuộc sống trong mơ với đầy đủ vật chất, danh tiếng và sự yêu thương từ khán giả. Đó là thành quả mà nữ diễn viên gặt hái được suốt hơn thập kỷ lao động miệt mài. Mong rằng cô nàng sẽ càng thăng hoa hơn nữa trong công việc và cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.